Đây là hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay tại nơi nghỉ chân của thầy Thích Minh Tệ. Xuất hiện một hình ảnh vô cùng đẹp tại đây. Một vị sư cô đã vượt hàng chục km từ Úc bay về Việt Nam để gặp thầy Thích Minh Tệ. Sư cô phát nguyện thử thách tu hành cùng thầy. Để hiểu rõ về cảm xúc của sư cô sau khi gặp thầy thì là mời cả nhà xem hết video. Đang cười tươi cười vui nha, có sư cô đem một bó quà đến tặng nha. Đó, quỳ lại luôn kìa. Đó, sư cô quỳ lại luôn. Đó, đây những hình ảnh này là những người tu giả khóc thét nào đó quỳ lại nha, quỳ lại biết lâu luôn kìa nha. Nhân ni là có thể trải nghiệm. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Nói chung ai cũng có quyền trải nghiệm. Nói chung là con người chúng ta không ai cấm, và Phật pháp và kể cả thầy Minh Tiện không có quyền cấm. Cô có quyền trải nghiệm. Ví dụ cô là ni nhưng mà cô vẫn đi, nhưng mà cô phải đi sau một đoạn là con đường mà cô cứ quyền, cô muốn đi là cô đi. Như thầy nói cô cái gì cô đi, và thầy cũng không nhận đệ tử, mà không nhận ai cả. Nhưng mà là cái gì cũng vậy, mỗi người của chúng ta ai cũng có quyền tu. Thì miễn sao mà tất cả Phật tử ủng hộ đến con đường tu là rất là tốt rồi. Nói chung là quý Phật tử cứ bình yên, cô sẽ đi xa, rất là xa, cô không muốn gần. Và khi cái ngày cô trở lại Úc thì cô sẽ lên trình bày với thầy, dạ thầy bây giờ con trở lại Úc như vậy. Và cô sẽ thưa với thầy, nếu như mà thầy cho phép, thưa thầy thì thầy nói, ồ thôi bây giờ ở bên Úc con vẫn tu như thế. Thì cô ở bên Úc cô cũng vẫn đi, không có đi giày dép, cô tập thử là chỉ có đi làm là mình mang giày thôi. Còn đi là cô cũng không có đi dép ở từ bên Úc rồi. Và nếu như thầy nói ồ ở đâu cũng tu hết thì con hãy ở bên đó tu, thì cô nghe lời và cô vẫn cũng vẫn học cái hành đầu đà này. Dạ, Lý cho con hỏi là khi mà Ni xem được thầy Minh Tuệ thì mình mới nghĩ đến tu cái 13 hành đầu đà, hay là mình có cái suy nghĩ trước đó rồi? Dạ chưa. Nói chung là lúc nào cô cũng niệm Phật thôi. Dù cô có theo thầy, cô đi hành trình, nhưng cô vẫn dùng cái 6 chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì cô lấy cái 6 chữ đó để mà hành trình tu hành của cô. Và khi mình ngồi thiền cũng vậy, bởi vì cô theo cái hành này cô cảm thấy nó có một cái gì đó. Nó rất là an lạc. Nói chung là thay vì ví dụ đi khi kia là cô làm ngành y tá, thì những cái con y tá khác nó đưa những cái người bệnh nhân á, nặng á, nói chung là những cái bệnh nhân mà bị thương, vết thương rất là nặng đưa cho cô làm. Thì hồi trước á, cô gửi trong cái của cái cô này sao mà để cái khó cho cô, mà nhân từ cô que cho cô gặp thầy Minh Tuệ thì cái suy nghĩ, cái đánh dấu hỏi đó không còn nữa. Việc đến thì mình cứ làm, miễn sao họ vui là được rồi. Cái suy nghĩ đó nó biến mất từ bao giờ thưa cô? Biến mất từ khi mà được xem ở trên YouTube. Và cô học hỏi từ thầy rất là nhiều. Cũng như việc cái sân cũng nói trong dĩ nhiên mình con người mà không có ai sân được. Mà thì khi học thầy, và thậm chí là đôi lúc là cô muốn ha, đây là cô muốn lấy để mà băng á, là cô muốn lấy về để cô băng cho cô, mà cô nghĩ tới thầy Minh Tuệ là cô không lấy nữa. Cái này là ăn gian, cái này là ăn cắp trộm, là cô không có làm nữa. Dù cô lấy, bởi vì cô làm ở trong đó cô có quyền lấy, nhưng cô không có lấy, là cô nghĩ tới thầy Minh Tuệ mình không được lấy. Như vậy là sai, bởi vì thầy nói cái đó là cái giới tham và cái giới ăn cắp trộm, cho nên là cô muốn lấy. Nói chung là thầy không nói những cái gì hết, mà những cái hạnh của thầy đã dạy cho cô rất là nhiều. Một cô từ Úc đi về có không cô? Dạ.
Ở bên đó mình mong sao là cái con đường tu hành của cô sẽ đạt được chánh quả nha cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Không sao mà cô đến cái cái bây giờ là trong ngoài nước á cô. Dạ cô. Trong ngoài nước là lấy cái bản thất á, cái nhà và lập cái bản thất để nó cũng vừa tu và vừa đi làm. Bởi vì cô không có muốn mà lấy tiền lãnh thổ của Đà Nẵng. Bởi vì cái số không có. Thứ hai nữa là cô muốn đi làm để mình giúp đỡ cho mọi người, và cái đồng tiền của mình làm mình biết là nó đổ mồ hôi sôi nước mắt, và mình lấy cái tiền đó để mình giúp đỡ cho mọi người là nó có ý nghĩa hơn. Cô tới đi sớm không, khỏe không? Dạ khỏe. Cô hôm nay là dự định xin thầy đi đi phát thực đi phía sau luôn hay đi qua hàng nữa cô? Dạ đi phía sau mà nhân đi cách xa chứ. Không có đi trong và cổng không được. Dạ cổng. Nói chung là cô muốn trải nghiệm. Thưa cô nên nhớ là thời tiết ở miền Trung bây giờ không phải là ai cũng có thể đi vùng này, hãy chuẩn bị nha. Dạ đúng rồi, bởi vì bên Úc qua chúng biết rằng là bên Úc thời tiết rất là trong lạnh, rất là tốt, mà về đây nó nóng, nó làm cho mình bực có, lắm. Có những lúc nó cũng nóng hơn cả Việt Nam. Dạ đúng rồi, mà bên Úc đôi lúc cũng 52 độ. Ở bang nào? Xin phép. Dạ ở tiểu bang Phớt. Phớt, còn biết. Cô hôm nay là dự định là đi mang dép hay là bỏ dép luôn? Buổi sáng á, thì cô muốn lấy dép ra và trời nóng 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 cái và cô mang dép. Không theo như con thì sư cô dù sao cũng là một người phụ nữ thì sư cô cứ đi dép đi, cái tấm lòng cái tâm là chính thôi. Bởi vì chúng tránh một số tình trạng là khi mà sư cô đi ở Việt Nam đường thì không phải giống như bên Úc đâu. Tránh những cái chấn thương, bởi vì dù sao cũng là cái tâm là chính, vật trong tâm mà. Dạ. Chỉ hy vọng cái trải nghiệm tuyệt vời thôi với thầy Minh Tuệ ở Việt Nam. Dạ, Anh em có những câu chia sẻ nào? Mọi người bây giờ là cô chờ sư Minh Tuệ ra để đến lễ rồi xin phép hay sao sư? Dạ, rồi xin phép với thầy. Bởi vì cái bữa cuối cùng á, là thầy có nói ở trên video quý chú quay á, thì thầy nói ni tu cũng được, mà nhưng phải giữ giới. Đúng rồi, thầy có nói điều đó. Thì cô là một người ăn chay thường, thì cô cũng là tu lên rồi. Và cô cũng ăn một ngày một bữa. Và cô cũng thường thường là cô nằm ngủ nghiêng thôi. Mà bây giờ là cái hạnh đầu đà là bắt mình phải ngồi. Thì cô cũng tập ngồi. Tập ngồi được chứ cô? Cô tập ngồi vậy cô tu được trong 13 hạnh đầu đà theo như thầy Minh Tuệ tu, cô tu được bao nhiêu hạnh? Nói chung hạnh là tham lam, nói chung là ăn không có được phi thời, cái đó là cô cũng giữ được. Ăn chay, cô nói chung bây giờ cô trải nghiệm đi vào ngủ trong nghĩa địa đó là trải nghiệm. Thì bây giờ khi kia là cô ngủ nằm, thì bây giờ bắt buộc là phải ngủ ngồi, tập ngồi. Dạ rồi nói chung là mình cứ trải nghiệm và mình cứ đi theo cái 13 hành đồ đà. Mình thứ nhất là mình không có được tham lam, và thứ hai không có được ăn phi thời, gọi là phi thời là mình không có được ăn nửa buổi. Đi tại cô có nghe là thầy An An á, thầy đau bụng tử mà thầy chỉ uống nước ngọt thôi buổi chiều, mà thầy cũng bị phạm giới. Đúng rồi, thì uống nước ngọt là phạm giới. Thì cô nghĩ đó, thì cô cũng không có uống nước ngọt hay cái gì hết, nước lạnh đối với cô thì cũng là ok. Thì cô mới nói chung là cô thấy những cái gì mà quý thầy á, thì cô lấy đó trải nghiệm và cô kỹ lưỡng hơn, và mình sẽ giữ giới. Giống như là ai mời mình nước ngọt thì mình đừng có uống, bởi vì mình uống vô là mình phạm giới. À, gì đâu, cảm ơn cô ơi, rất là nhiều. Mời đi chia sẻ mà của sư Minh Tại mà cô phải quyết định có gì đây cô. Bởi vì cô thấy cái hành của thầy Minh Tại quá tuyệt vời. Thứ nhất là thầy bỏ đi hết tất cả, thầy không có, nói chung là tiền đi, cái hạnh đó là cô rất là thích. Bởi vì tu là mình đừng có vì tiền. Phật tử dù họ nghèo, họ đến họ đánh lễ mình, họ gieo duyên với Phật, cái đó cũng là điều tốt.
Cho nên thời đại bây giờ những mấy người nghèo họ mặc cảm tự ti, họ không có tiền, họ không có đến chùa được. Cho nên cái hành của thầy rất là tuyệt vời, là không vì tiền, không tiền, cho gì cũng không lấy, biết đủ là đủ. Cái đó là Phật dạy, đó là chánh giáo của Phật dạy. Biết đủ là đủ, mình đừng có cần lấy. Bởi vì mình mà cần thêm nữa là cái lòng tham mình nó nhảy. Bởi vì cái lòng tham của mình nó nói chung là nó cám dỗ mình. Bữa nay mình có một chiếc xe, mai mốt tôi muốn có cái đồng hồ. Thì rồi có đồng hồ xong, tôi muốn có đôi giày cho nó đẹp. Cứ nói chung là cái tâm mình nó cứ hướng dẫn mình đi hoài như vậy. Mà mình phải biết dần, bởi vì Phật không có dạy như vậy. Dạ, 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 dạ. Cô bay từ bên Úc đi qua đây gặp thầy cả nhà. Có thể mình tặng tí nữa cô cũng đường thầy mà đúng nhà thầy Minh Tuệ đó, cái thầy đó là đang ở chỗ gì áo lên kim chỉ thôi ạ, kim chỉ, vâng kim chỉ để may á, dạ. cô cũng thầy thầy mà đắp áo đắp mau màu xanh đó, màu xanh mà đứng bên cạnh thầy Minh Tuệ đó, đây một con đây rồi thầy là chính đây mọi người. Ừ. Sáng sớm mà đến để thầy cũng rất là sớm nha. Sao mà mới xin hộ pháp? Hôm nay mình từ xa mình vô anh dẫn sư cô vô cho nghe. Này đâu phải ý kiến hộ pháp được. Cái cô chú đến rất sớm rồi anh lễ nha. Nay cũng ai cô bây giờ quà là tặng thầy để mình phải cái nhà này cô bay từ Úc mấy chục ngàn cây số để vô đảnh lễ thầy cho cả nhà. Có người mặc áo mà in giống như sư thầy Đức Minh Tuệ luôn cả nhà, thì Đức Minh Tuệ đang cười vui nha cả nhà, đang cười tươi cười vui nha, đang cười tươi cười vui nha, đây, đang cười tươi cười vui nha, có sư cô đem một bó quà đến tặng nha, đó quỳ lại luôn nha, sư cô quỳ lại luôn, đây những hình ảnh này là những người tu giả khóc hét nè, đó quỳ lại biết lâu luôn rồi cả nhà không, đó một lại nè, thấy không cả nhà, thấy không sự tôn kính ảnh này. Sư cô đem qua đến tặng cho sư thầy Thích Minh Tuệ, quỳ lại quá trời lại nè, đó hai lại nha cả nhà, hai lại nha, đó những hình ảnh này thì thích đủ thứ nè, thích cúng dường nè, thích chuyển khoản nè, khóc hét nè cả nhà, sư cô thấy quá cái tôn trọng cái hạnh của thầy nên đã quyết định bay từ Úc về đây để gặp thầy. Xin thầy Minh Tuệ ha, thầy Minh Tuệ ha, mỉm cười trên môi nha, đó mỉm cười trên môi nha. Ai chưa Phật? Dạ, không nhận. Không nhận nha. Ông nhận nha. Thì thầy Thích Minh Tuệ đang cười nha cả nhà, thầy Thích Minh Tuệ đang cười nha. Có một sư cô tới cầm hai bó hoa đến tặng thầy Thích Minh Tuệ nha. Những hình ảnh này
bây giờ là cả hàng trăm đang trao đổi trên YouTube cô. Đang quay dĩa máy vào từ đại lý Minh Tệ và sư cô này Bình Úc về nha, cả nhà từ Bình Úc về nha. Đó đưa như vậy thôi là được rồi nha, đã tăng và đi không đến gần nhau được nha cả nhà. Ở những hình ảnh này thì rồi, mà những mà tu giả khóc thét, những tu giả khóc thét một idol luôn, một idol của cộng đồng mạng luôn cả nhà. Thầy Thích Minh Tệ hiện tại bây giờ đó là một idol cộng đồng mạng đó. Thầy Thích Minh Tệ cười rất là tươi nha, hôm nay Thầy Thích Minh Tệ cười rất là tươi đó, cười rất là tươi luôn nha cả nhà. Đó đang bàn bạc đi sau, hôm nay con đi sau thằng ta, chân rất là nặng nề phía sau này. Đang bàn bạc chỉ cho cái y à. Đó. Sáng sớm có chị kia trúng một bò hạt xoay cả nhà. Đó, giờ sư cô cầm bó hoa đi ra đây rồi. À, đó, nãy nguyên nó đúng rồi, không có được đâu. Ta tu rồi sao mà lấy bông lấy hoa, ta lấy tình cảm thôi được rồi, tình cảm chân quý mà như vậy thôi được rồi. Đó. Bây giờ thì mấy thầy sao chỉ ảnh này chỉnh đúng y xong rồi chuẩn bị đi bốn thầy cả nhà. Sư thầy 40 sư thầy cả nhà. Gần 40 sư thầy và đệ tử luôn, đệ tử của thầy Thích Minh Tệ luôn. À đi từ từ đó, đi sẽ đi khắc thực đến từng nhà đó. Như thế thì mấy cái anh mà gọi là mấy chú với mấy cái anh mà gọi là thích cúng dường, thích chuyển khoản rồi đó cả nhà, thì khóc hét rồi thì hôm nay thì Minh Tệ cười rất là tươi nha sư thầy. Thích Minh Tệ cười rất là tươi nha à, chỉ có một cái hạnh đầu đà của sư thầy Minh Tệ thôi đó, và người hàng bạc rồi tới lại tại, và chỉ có một cái bình bát là một cái nồi cơm điện cũ thôi, mà tại sao làm cho người lại khóc hét này, như bật lại áo đóng một cái giống như thế này, người lại khóc hét thì những người nào vậy nha, những người mà tu giả hiện tại là 43 thầy nha, tu giả rồi là sẽ khóc hét 43 thầy cả nhà, chưa tính mấy mấy anh kia chưa tóc nha, mấy thầy là hôm qua thầy cái chân đi không nổi rồi cả nhà. Thích Minh Tạng cái chân đi không nổi nào đó, cái chân sưng lên rồi cả nhà, cái chân thầy Thích Minh Tạng chân nào đi gieo duyên nào nọ hôm qua thầy Thích Minh Tạng đi gì thôi, mình cứ quay quá trời quay luôn đó, ông cầm cái nồi cơm điện một miếng bự hơn nóng rồi cả nhà đó, Thích Minh Tạng hết, nhưng mà cái nồi cơm điện này không khác nha, hôm qua là tướng là đi nhỏ cùng với cả nhà nè, cái chân đi đâu cả nhà không, cái chân còn đau đó, cái chuyện của Thích Minh Tạng còn đau cả nhà. Hôm qua cùng Thích Minh Tạng đây là tới tối luôn cả nhà, chân của Thích Minh Tạng còn rất là đau hả, rất là đau cả nhà. Như thế thôi chỉ như thế thôi, những hành động nhỏ nhoi như thế thôi, đi bằng cái chân rất là đau như thế thôi, như vậy mà những cái mà người mà là tăng lên một tỉnh, tăng lên này kia, tăng lên rất nhiều à, và cầm mỗi người một cái nồi cơm điện cũ đó, như vậy mà những anh tu giả rất là khóc thét, chịu không nổi khóc thét này cả nhà, khóc thét chịu không nổi nha. Sư nghĩ cũng ra nói chuyện luôn thầy. Hôm qua đưa lại cái đi cầu bên. Xin cảm ơn thầy. Sư này cũng ra nói chuyện đó, sư này cũng ra nói chuyện đó. Thầy bỏ ra, bỏ tai nghe ha, qua bỏ tai nghe thầy lại lấy lại giùm hả, đó thấy không thầy cho cũng cho luôn hả, buông bỏ hết ha. Rồi đó bây giờ là sư thầy thấy không, người ta buông bỏ hết gì thấy không đó, thích cúng dường thấy là khóc thét thêm cái chuyện này nữa rồi, thích cúng dường thích chuyển khoản là khóc thét nữa rồi, ở đây người ta buông bỏ cả nhà, người ta bước vô là có nhiều người ta dục hết đó. Hôm qua chú kêu bước vô xin thì thầy Thích Minh Tệ đi theo cả nhà đó, cầm rất là mấy trăm ngàn, gần cái triệu bạc, xong dục luôn, nói chung buông bỏ là dục luôn, không tiền không bạc không gì hết đó. Như vậy sao mà bên kia không khóc thét được đó, và kêu người gài người vô để mà bấm chú thầy Minh Tệ, nhưng mà không nổi đâu. Bây giờ ăn đòn của thầy Minh Tệ này khá là đông nha, khá là đông nha.
những cái người mà sư giả rồi như là con đó. Giờ đi gì nè cả nhà thấy không, đang di chuyển đi từ từ nè. Rồi bây giờ chuẩn bị đi cả nhà ơi. Tăng đoàn đang đi. Giờ là sắp hàng ngay ngắn nha, hiện tại là hơn 40 sư nha. Bây giờ là 40 mấy người, càng ngày càng tăng lên. Đó, cái chú này hôm qua là đồ dục tiền nha, dục tiền nha. Dạ, chú nè. Rồi, bắt đầu đi cả nhà ơi. Đó, bây giờ đang đi nè cả nhà không? Tăng đoàn có thể bây giờ tiếp tục đi bộ hành để xin phép thực nha, cô chú chị. Hiện tại là sáng nay là tới hơn 40 người xin đồng hành người thầy để đi thầy, còn ở lại phía sau để thầy bằng bạc có một bạn TikToker hôm nay cũng đã đắp y rồi nha, xuống tóc rồi đó, các bạn TikToker nè. Chắc mày bạn đi 7 ngày gieo duyên quá. Thầy đang đợi cho mấy sư kia đi trước nên đi phía sau nha. Đó, kêu đi trước ha. Đó. Còn nha. Đó. Mọi người. Sáng nay các thầy đi bộ hành khu vực xung quanh nhà dân đây. Thôi. Xem lại. Đó. Tại đi nha mọi người. Cho cô sao bỏ dép rồi xin cô. Được sư cô đi sao bây giờ đó để quyết tâm bỏ lại bỏ dép sư trải nghiệm thử nha cả nhà. Sư cô trải nghiệm thử nha, trải nghiệm thử nha, cái này là trải nghiệm thôi mọi người, thử bỏ dép. Dạ. Thấy an lạc, nó có một cái gì đó mà nó an lạc. Dạ dạ, chúc cô hôm nay là đi có một cái trải nghiệm thành công ha. Dạ, rồi rồi cô. Bây giờ là cô bắt đầu đi theo thầy nha cả nhà. Cô đã bỏ dép rồi nha. Này là mình nói luôn là sư cô đang trải nghiệm cái bộ hành nha cả nhà. Sư cô là từ bên Úc qua ba về đây ha. Cô giờ đang đi nha. Cô đi cùng luôn á. Dạ, cô đi cùng luôn. Dạ. Cô bỏ dép luôn hả? Dạ, đi trải nghiệm. Sư cô đi trải nghiệm để trải nghiệm. Trải nghiệm. Cô cũng phải nha. Có một cái ý chí là đi theo thầy là đợi cho biết sao. Đi cô đi cách xa thầy rất là xa nha. Đó, đi cô đi trải nghiệm mà đi chân công biết cô đi luôn nha cả nhà. Đi rất là xa thì tới tương tại luôn nha. À, chị cô cố gắng lên nha chị cô ơi. Chị cô đang đi phía sau của thầy nha để giữ giới. Đó, giữ giới cho thầy nha. Nó cũng rất là quý sư cô. Sư cô đã bay hàng ngàn cây số để về đây để gặp mặt thầy Minh Tuệ đảnh lễ. Đó.
dọn lội từ xa xôi để từ Úc về để gặp mặt thầy Minh Tệ. Đó. Ở đây là cô chỉ là tu nhưng mà sẽ thực hiện tập khổ hạnh nha cả nhà. Bây giờ là buổi sáng là rất là đông anh chị đã ấy. Ồ đây có những cái mảnh vải mọi người đã băng bỏ nè cả nhà ơi. Sau khi mà buổi sáng chuẩn bị thay y thì các thầy sẽ tiếp tục đi pháp thực nha cả nhà. Đó, mấy anh công an đã đến đây đảm bảo an ninh trật tự ha. Mọi người. Thank you.